Ủa hôm nay anh Mark chở tụi em đi đâu vậy? Đâu à? Thì hôm nay anh nhờ tụi em có công chuyện nè. Ôi trời ơi, anh chở em tới cái nhà của ai mà xanh lè lè vậy trời? Ủa nhà vậy anh Mark ơi? Đó, thì đây nè, đây là nhà bé Mèo. Em có thể vô nhà bé trong bé Mèo giùm anh được không? Ủa là một bạn tên là Mèo mà còn nhỏ hả? Đúng rồi, bé Mèo dễ thương lắm, bé Mèo mới có 5 tuổi à. 5 tuổi thôi trông hả? Đàng hoàng à. Trời đất ơi, nhưng mà có hư không vậy? Có quậy không vậy? Quậy là tụi em không có trông được đâu nghe. Đúng rồi. Không sao đâu, không có quậy đâu, ngoan lắm, ngoan lắm. Ok, vậy cũng được, vậy hai tụi mình trông rồi có lương không anh Mark ơi? Ê, có lương chứ, nhưng mà anh xài hết không có gì. Okay, vậy? À, không có lương nha, cái này là làm công việc từ thiện nha em, cái này là giúp người thôi chứ không có gì hết đó nha. Anh thôi anh đi nha, tạm biệt. Ok, trời đất ơi, làm từ thiện không được thôi. Chạy chắc ngoan rồi được rồi, nhưng mà nếu trong sau thì mình xin tiền anh Mark không được. Ôi, nhưng mà công nhận là cái nhà bự thì các bạn ơi, mở cửa đâu đây rồi ra nè. Wow, các bạn ơi, cái nhà đúng bự luôn các bạn ơi. Wow, nhìn là như cái biệt thự. Ôi, từ từ, hình như tôi thấy có ai chị đó vậy, đừng nói là bé Mèo. Ôi trời, nguy hiểm quá vậy, em làm cái gì nguy hiểm quá vậy? Đừng. Trời ơi, nhớ là anh Mark bảo ngoan nữa mà sao gì mình treo cửa sổ vậy? Ôi, đừng có nhảy. Ôi, trời đất ơi, ở dưới đây nó có cái nệm nhúng mà trời, em chơi cái trò gì mà nguy hiểm quá vậy? Hello, hai anh. Ủa, hello em. Hello. Mấy nhà tới chồng em đúng không? Ủa, đúng rồi, anh là Tô Gà, còn anh này là Huy Nấp nè. Huy Nấp đây. Ôi, được rồi, đi anh đóng cửa cái trời đó coi. Ôi, tính ra cũng dễ thương, cũng ngoan á, được rồi. Vậy là hôm nay là anh Mark nhờ anh trong em nên là em nhớ là ngoan ngoãn nghe lời nghe. Được rồi, đi vô nhà thôi, đi vô nhà thôi các bạn ơi. Wow, thì ra đây chính là bên trong căn nhà của em. Ủa, nhưng mà phòng của em nằm ở đâu vậy? Để anh dắt em lên nè. Ôi, đi lên nè, Huy ơi, lên. Ủa, trong này hả, trong này hả? Ôi, rồi. Đó, cái phòng này là, wow, đây chính là phòng của bé Mèo nè các bạn ơi. Nó xanh lá cây, nhìn vui quá các bạn. Ôi, được rồi, vậy là em ở trong này đúng không? Nhớ là ngoan nha, không có được hư. Để một xíu anh xuống làm đồ ăn cho. Rồi, có đồ ăn rồi đây các bạn ơi. Chuẩn bị đem lên cho bé Mèo. Ủa, cái gì vậy Huy Nấp ơi? Ây da, cái gì vậy mày? Cái này lạ lắm, có trời lạ lắm ơi, nè. Bé Mèo đang đói bụng mà phải đem lên cho bé Mèo coi. Trời, cái đó tính sau đi, qua đây coi. Ủa nè. Ủa trời đất ơi, thằng Huy này, trời, mình để cái bánh này ở đây xíu mình đem lên bé Mèo sao vậy? Được rồi. Trời ơi, trong này có cái gì mà mày kêu tao vô gấp quá vậy? Thử đi. Ủa, cái gì vậy? Ôi, phòng này là cái phòng thí nghiệm vậy, nhưng mà có gì đặc biệt đâu. Mày không thấy hả? Có con bò nhỏ xíu kia kìa. Con bò nhỏ xíu. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Sao có cái con bò nó tí hon ở đây vậy? Ôi, có phải là đồ chơi không vậy? Nó nói là đồ thiệt vậy các ơi. Hình như nó là đồ thiệt các bạn ơi. Ôi, các bạn nhìn kìa. Ôi, nó đi được luôn kìa các bạn ơi. Như trong phòng này nó cái thuốc thí nghiệm gì á hả? Ủa, hình như là vậy, trong này là một cái phòng thí nghiệm đó các bạn. Tự nhiên có một cái con bò nhỏ xíu như cái con kiến vậy, chuyện gì xảy ra vậy trời? Nhà bé Mèo này kỳ lạ quá à. Nhưng mà cái nhà này ghê quá, tao gà tao nghĩ không nên ở đây đâu. Không nên ở đây hả? Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Anh xin lỗi, anh đâu có biết cái này phòng thí nghiệm, nhưng mà ủa, em thí nghiệm cái gì mà sao con bò nó nhỏ tí tẹo vậy? Em chỉ muốn biến mấy con vật thành búp bê của em thôi mà. Trời đất ơi, biến mấy con vật thành búp bê, nhưng mà nó là con bò đang sống mà, chứ đâu phải đồ chơi đâu. À, đó, thì mấy cái con vật này em biến búp bê hoài à, nhưng mà em đang thiếu mấy con búp bê hình người á. Búp bê hình người hả? Ý em là sao? Là vậy nè. Ủa, là sao? Ôi, em có cái gì tụi anh nhờ? Cái gì em qua cái gì cho tụi anh nhờ? Cái gì vậy? Sao mà đây có gì đó kỳ lạ? Là sao? Ôi ơi, sao bây giờ em khổng lồ vậy? Ôi, ơi. Cái gì? Mình sẽ trở thành đồ chơi không đây nào. Hình như tụi mình biến nhỏ rồi ơi. Tụi mình có chút xíu à. Trời đất ơi, hãy mau biến tụi anh trở về bình thường đi, không là anh hả? Mấy anh Mark ơi, bây giờ tự nhiên ngon thằng lắm nó biến được mấy anh mà. Trời đất ơi, ủa cái gì? Ôi, đừng có nhốt vô cái bình mà. Trời đất ơi, bị nhốt vô cái bình rồi, thả tụi anh ra mau lên. Trời đất ơi, nổi đi đâu nữa. Trời đất ơi, em làm cái gì tụi anh vậy? Chết rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã bị nhốt vô một cái căn nhà tí hon, gọi là cái căn nhà búp bê, gọi là của bé Mèo, gọi đi các bạn. Trời đất ơi, thả tụi anh ra đi mà. Trời đất ơi, cái nhà gì mà nó nhỏ xíu vậy mà mình cũng ở được nữa các bạn, như này. Trời ơi, trời. Trời đất ơi, nhưng mà em muốn làm vậy để làm gì vậy? Tại vì mấy anh là búp bê của em mà. Trời đất ơi, chuẩn bị cái nhà này lâu lắm rồi á mà không có con búp bê nào vô ở được hết á. Trời đất ơi, rồi. Nhưng mà cái nhà này là cái nhà cho búp bê mà, tụi anh là người chứ đâu phải búp bê đâu. Trời ơi. Giờ sao đây Tô Gà? Trời ơi, tao không biết nữa, bây giờ mình phải kiếm cách để mình biến bự trở lại bình thường thôi. Không được. Ủa, cái gì vậy? Mấy anh mà biến lớn là em sẽ không để cho mấy anh thoát đâu á. Trời đất ơi, trời đất ơi, gì mà ghê quá vậy? Trời đất ơi, cười nó giận người kia. Trời đất ơi, bé Mèo này kỳ cục quá các bạn. Tự nhiên cái bắt mình trở thành búp bê. Trời ơi, rồi. Vậy thì bây giờ tụi anh sẽ trở thành búp bê của em, được chưa? Chịu chưa? Gì? Ngoan lắm á. Trời ơi, gì được rồi. Để em đi kiếm bạn cho mấy anh ra. Trời ơi, giả vờ là mình đồng ý, mình thuận theo ý nó đi, nếu không là nó nhốt mình ở đây. Bây giờ phải kiếm cách để trở lại bình thường thôi các bạn ơi, chứ mình không có búp bê tí tẹo trong cái căn nhà tí hon này đâu các bạn ơi. Trời đất ơi, nhà búp bê gì mà có bể bơi rồi từ lưa, nhưng mà mình đâu có ở được trong này, tại vì mình là người mà, đúng không các bạn? Được rồi, bây giờ ra đây Huy ơi, đây coi thử có cách nào để thoát ra khỏi chỗ này không. Trời đất ơi, cái nhà gì mà rộng quá, bây giờ mình nhỏ xíu à. Bây giờ cái thuốc mà biến trở lại là chắc chắn nó đang giữ, nhưng mà nó sẽ không cho mình biến trở lại đâu Huy đó bà. Bây giờ sao đây? Tao không biết nữa, bây giờ chúng ta phải, ôi hình như bé
em mèo quên đóng cửa Huy ơi. Wow, cái cửa đang mở kìa. Nhanh lên. Đây chỉ là cơ hội để thoát của chúng ta đó Huy ơi. Nhanh lên. Chạy thôi, chạy ra. Thôi từ, khúc này bình tĩnh này, cái nhà này nó rộng lắm. Trời đất ơi, không biết bé mèo đâu rồi các bạn. Trời đất ơi, mình đã đi thoát ra khỏi được cái phòng của bé mèo rồi đấy các bạn. Bây giờ chúng ta phải tìm tới cái chỗ gọi là có cái thuốc giải để mình có thể trở lại bình thường thôi. Huy ơi, tôi thấy có cái căn phòng bên kia nó đang mở cửa kìa. Hay là mình đi vào. Hello. Ôi cái gì vậy? Ôi trời ơi, chạy. Ôi trời ơi, đâu ra con robot được chơi vậy? Ôi đừng, mình cứ đó bay chạy. Ôi chết rồi, bé mèo đem mượn tới một cái con robot điều khiển các bạn. Trời ơi, đừng có bắt tôi mà, Rồi rồi chết rồi. Chạy ơi, tôi thấy trước mặt chính là đường cục rồi các bạn ơi. Chết rồi, đường cục nào vậy? Ôi không, đừng có lại đây mà. Ôi không. Giờ sao đây? Lại bị bắt trở lại rồi. Rồi luôn. Trời đất ơi. Bây giờ em để con robot ở đây chồng mấy anh á. Trời đất ơi, bây giờ có con robot đó đứng nó nhìn mình như cái camera vậy, làm sao mà thoát khỏi được đây đâu Huy ơi. Trời ơi, giờ phải làm không sao luôn. Đây. Ôi được rồi, bây giờ em sẽ chơi trò thay đồ búp bê cho mấy thay anh. Thay đồ cho búp bê hả? Ôi trời ơi, là sao là trò trời đất ơi. Rồi anh ra liền trời đất ơi, cái gì mà chơi trò thay đồ cho búp bê vậy trời. Rồi sao nữa? Trời ơi, em có hơi bị nhiều đồ cho mấy anh luôn á. Ôi là sao? Ôi trời đất ơi, mình trở thành bác sĩ luôn rồi. Trời đất ơi. Còn thay đồ búp bê nữa chứ. Trời đất ơi, mệt thiệt chứ các bạn ơi. Anh Huy nữa, anh Huy ra đây. Ôi trời ơi. Trời đất ơi, chuyện gì các bạn? Bây giờ mình trở thành đồ chơi để thay đồ cho búp bê nữa. Trong này có bạn nào thích chơi cho búp bê, thay đồ cho búp bê thì quên comment ở dưới cùng sở thích với bé mèo. Nhưng mà bé mèo chơi kỳ quá các bạn ơi. Tỉnh táo nè, tô gà có khác gì mày đâu. Trời đất ơi, trả thiệt chứ các bạn. Bây giờ hai người biến thành hai người ông bác sĩ búp bê luôn rồi các bạn ơi. Rồi, bộ tiếp theo nè. Ôi cái gì đó. Cái gì vậy trời? Bây giờ là hai bộ đồ học sinh nè. Trời đất ơi, thôi mệt mỏi quá trời ơi. Sao bộ đồ bác sĩ ra trở thành đồ búp bê rồi? Kỳ vậy. Ôi, sao lưng mày có hình con chó thì gì hơi nấp vào trời. Cái mệt gì vậy? Sao em cứ thay đồ cho anh hoài vậy? Dễ thương mà. Trời đất ơi, một bộ nữa. Cái gì nữa đây? Trời đất ơi, cái gì? Sao tôi mặc đồ kỳ vậy trời? Bộ đồ này là cảnh sát bắt cướp nha. Hơi xịn luôn. Ủa là mình là cảnh sát rồi nấp vào cướp hả? Ông trộm gì mặc đồ hồng vậy? Rồi trời ơi, sao em thay đồ anh hoài vậy? Thôi được rồi, vậy được chưa? Chưa có được sao? Được. Mình mặc đồ rồi mình phải diễn luôn. Phải chứ. Diễn luôn à? Trời ơi, trời. Ôi, cái chợ có súng cảnh sát chữ luôn hả các bạn ơi? Chơi đất ơi, xin lỗi mày nhau đó mày. Bằng, xin lỗi mày nhau đó mày. Ôi, xin lỗi mày nha. Trời đất ơi, tao không muốn đâu. Trời đất ơi, xin lỗi mày nhiều. Ôi, đầu hàng đi, đầu hàng đi, nhanh lên. Ê, đầu hàng, Rồi, đầu hàng rồi, bắt thành công rồi đó, được chưa. Trời đất ơi, mệt siêu chứ các bạn ơi. Bây giờ trở thành đồ chơi như mấy con gọi là con rối điều khiển vậy. Rồi, được chưa? Trời đất ơi, mệt thiệt chứ, giờ phải làm sao đi mày ơi. Tao không biết nữa, bây giờ phải làm sao nè. Trời đất ơi. Để xíu, em có cái này hay lắm nè. Còn cái gì nữa hả trời? Ôi trời, cái gì nữa đây? Ôi trời đất ơi, cái gì đây? Sao mình trở thành cái gì rồi? Võ sĩ á. Cái gì võ sĩ á? Trời đất ơi, mình bị đưa vô cái sàn đấu đồ chơi luôn rồi nè các bạn ơi. Trời đất ơi, trời ơi, sao mày mặc đồ gì kỳ vậy? Trời ơi, nấp ơi. Mày cũng mặc đồ gì kỳ vậy? Trời đất ơi, vậy là bây giờ phải làm gì đây? Ủa cái gì đấm nhau luôn hả? Đúng rồi, ai mà thắng sẽ là búp bê ưu tú của em á. Trời đất ơi, mệt quá trời ơi, nấp ơi, xin lỗi mà nha, nhưng mà bây giờ mình phải đấm mà đấm nhẹ đấm giả thôi nha. Ông mạnh hơn mày mà. Hay da. Sao mày đấm thiệt em? Ai da, đâu mày, đâu mày? Tao đấm cái đầu mày. Đau ơi, sao mày đấm mạnh quá vậy? Tao kêu mày đấm nhẹ thôi mà. Trời mày đất ơi. Mày đấm có khác gì đâu. Ơi, đất ơi, đau quá bé mèo ơi. Ôi trời ơi, được rồi, để em đi lấy bông băng nút đỏ cho mấy anh nha. Trời đất ơi, còn đi lấy nữa, trời đất ơi. Ôi, đập, dậy đi. Ôi, cơ hội chúng ta tới rồi. Ngồi dậy mày nằm quay vậy, trời đất ơi. Ôi, bé mèo đi chỗ khác rồi kìa, bây giờ tranh thủ nhanh lên trước khi bé mèo quay lại và thoát khỏi đây. Nhanh lên, đi đâu đây? Đi ra ngoài thôi. Chuẩn bị đi thôi. Quên mất các bạn. Ủa? Ơi là cái con robot nó vẫn đứng nhìn mình kia. Chết rồi ơi. Giờ sao? Cái cửa mở mà không có đi ra được, tức quá. Ôi từ từ, hình như tao thấy có cái gì ở trên kia. Ui, hình như tao thấy có cái gì đó ở trên cái tủ kia ơi, như một chiếc xe điều khiển. Ờ tao thấy rồi nhưng mà làm sao lấy vậy? Ui Huy ơi, tao thấy có cái gì đằng kia đó giống như là cái bắp bên kia. Huy ơi, nhìn kia lại, tao coi. Ui. Mình có cách rồi các bạn ơi. Có cách để chúng ta có thể nhảy lên kia để lấy được cái xe điều khiển rồi. Được rồi, bây giờ coi này. Bây giờ mày đứng cái phía bên kia này, tao sẽ đứng sẵn ở phía bên này, sau đó mày chuẩn bị nhảy lên một cái là nó sẽ búng mình lên trên kia luôn các bạn ơi. Được rồi, chuẩn bị nha. Tao chuẩn bị xong rồi, tao chuẩn bị nhảy nha. Nhảy đi, tao sẵn sàng rồi. Nhảy đi. Rồi 1 2 3. Ôi bắn luôn. Trời đất ơi, làm lại đứa mày nhảy vô lại. Nhảy mạnh lên, mạnh lên. Tao bắt đầu nhảy nha. Chuẩn bị đây. Tao lên được rồi nè. Hay lắm tôi gà. Ok được rồi các bạn ơi, Huy đã búng mình lên được đây
rồi. Ui, đây chỉ là cái chiếc xe điều khiển này các bạn ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Bây giờ nếu mà có chiếc xe này thì chúng ta sẽ không sợ cái con robot ở đằng kia đâu. Được rồi, lên xe tôi nào. Mình đã lên được chiếc xe rồi. Mọi người đã sẵn sàng cùng mình chưa? Chuẩn bị đi tôi nào, các bạn phóng xuống nào. Được chưa? Được chưa? Mình đã ok các bạn ơi, núp và mình đã ở trên cái chiếc xe này rồi các bạn. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc đào tẩu rồi các bạn ơi. Let's go, let's go, let's go. Đi thôi. Ôi ơi, quên mất con robot này chặn được mình. Ai mà không sợ đâu. Mình đã có chiếc xe rồi. Thôi. Tạm biệt con robot nha. Rồi rồi rồi, chạy thôi các bạn, chạy thôi, chạy thôi. Chạy nhanh lên, nhanh lên. À, mình đã tông được con robot rồi. Bây giờ không sợ gì hết. Mình sẽ chạy ra khỏi đây thôi. Thôi được rồi, đường nào. Nó bay chỉ đường tôi quên đường. À, đưa xuống cầu thang thôi, xuống cầu thang này, tiếu tiếp tục mình là búp bê thì cũng không được, nhưng mà trời đất ơi, nín ơi, nín đi đừng có khóc nữa. Tặng cho nó búp bê. Anh có cách này nè bé mèo ơi, đừng có khóc nữa. Bây giờ em muốn có muốn có búp bê mới không? Búp bê hơi bị xịn, nó cũng xịn ngang ngửa với anh với Huy nấp dậy từ từ. Nhưng mà anh có cách này, bây giờ chỉ cần là em đưa anh cái điện thoại đi, em anh sẽ gọi điện rồi cho em một cái con búp bê siêu xịn luôn, siêu xịn luôn. Ok, đó điện thoại đó. Ok, được rồi, bây giờ anh sẽ gọi một người và người đó có thể cho em được con búp bê. Được rồi, mình sẽ gọi, các bạn có biết mình sẽ gọi ai không thì đừng quên comment dưới nha. Được rồi, được rồi, các bạn đã đoán được chưa? Được rồi, bây giờ búp bê anh vừa gọi nó đang tới rồi đó. Bé mèo bây giờ chẳng biết anh trở lại bình thường đi. Được rồi, hứa nha. Rồi rồi, anh hứa gọi gọi biết anh trở lại bình thường đi. Em quăng nha. Ok. Yeah. Tôi mình trở lại bình thường rồi các bạn ơi. Được rồi, còn bây giờ thì đưa một cái bình thuốc biến nhỏ, cái bình thuốc biến búp bê đưa cho anh đi nha. Đưa anh cho anh một bình coi nè. Ok, được rồi, bây giờ đợi một xíu nữa thôi, con búp bê sắp tới rồi đó. Huy, mày hiểu ý tao, mày hiểu ý tao không? Hiểu rồi. Sắp tới rồi đó, sắp búp bê sắp tới rồi đó. Tới rồi. Dắt đi vô đi, dắt ơi, tôi mới gọi ông hồi nãy đó. Rồi, xin giới thiệu với ông. Ông bây giờ sẽ trở thành búp bê của bé mèo đó. Bye bye, hãy chào. Rồi đi về Huy ơi, bye bye. Đó là búp bê của em đó, bye bye. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi các bạn ơi. Có người đã giúp mình thay thế, mình trở thành búp bê rồi. Ok thì cảm ơn tất cả các bạn. Xin lỗi con, tất cả đừng quên lại thoại cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mình xem tôi tin nha. Và nếu các bạn thấy dắt tội nghiệp thì đừng quên subscribe cho tôi nha. Bye bye.